rồi nó bệnh tới giờ là tóc nó rụng hết. Xong rồi cái này là tóc nó mới mọc lại á, cho nên nó sơ thấy cắt thì kêu cắt cho nó đẹp. Chứ nó thoải mái nhiều, nó thoải mái 2 cặp rồi. Có bữa truyền một ngày ha, truyền 4 cử là, nói chung là một ngày truyền 4 cử là truyền tầm 12 tiếng một hồi. Mỗi năm ở nhà thì ở nhà thường là mua bánh trung thu rồi chỉ có ở nhà ăn hoặc là chở nó đi chơi ấy thôi. Thì nói chung là cho tụi nó vui vẻ, chủ yếu là tinh thần thoải mái cho các cháu, vui là nó đỡ đâu. Trung thu năm nay, khoảng 1.400 bệnh nhi Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM sẽ được đón một mùa Tết đoàn viên đong đầy, ấm áp nhờ sự quan tâm chia sẻ của ban lãnh đạo và các mạnh thường quân. Sau 2 năm tạm ngưng do ảnh hưởng của dịch bệnh, ngày 9 tháng 9, Ban Giám đốc Bệnh viện quyết định tổ chức chương trình Tết Trung Thu nhằm động viên, nâng đỡ tinh thần các bệnh nhi, giúp các em quên đi nỗi đau bệnh tật. Là tuyến điều trị bệnh hạng nhất, các bệnh nhi tại Bệnh viện Nhi đồng 2 TP.HCM đa số là những bệnh nhân nặng, mang trên mình nhiều nỗi đau thể xác lẫn tinh thần. Với các em, được hồn nhiên chơi đùa, trải nghiệm như các bạn khỏe mạnh đồng trang lứa luôn là một trong những ao ước cháy bỏng. Rời khỏi giường bệnh, tạm xa kim tiêm, viên thuốc để hòa mình vào bầu không khí vui tươi, sôi động của buổi lễ Trung thu nơi bệnh viện, gương mặt các bệnh nhi ánh lên niềm vui khôn xiết. Cháu bị viêm não tử miễn, qua thần kinh, cháu tái khỏe, cháu nhập viện hôm 30 tháng 5, xuất viện về xong giờ lại bị lại. Thấy con nó vui, nó hào hứng, nó sau mấy ngày mà nó truyền thuốc, nó mệt, hôm nay nó uống, nó chơi thoải mái. So với những bé khác thì mình không có được đón Trung thu ở nhà, nhưng mà đón Trung thu ở trong này thì cũng rất là vui. Đó. Các màn biểu diễn ca nhạc, nhảy múa, ảo thuật hay các hoạt động trải nghiệm như vẽ tranh, tô tượng, làm tranh cát là những liều thuốc tinh thần tiếp thêm sức mạnh cho các em trên con đường chiến đấu với bệnh tật còn nhiều gian khó nguy nan. 1.500 phần quà gồm bánh trung thu, lồng đèn, sữa, đồ chơi và 200 phần lì xì, mỗi phần 3 triệu đồng cho 160 bệnh nhi khoa ung bướu và 40 bệnh nhi khó khăn của các khoa là tấm lòng của ban lãnh đạo và các mạnh thường quân, hòng bù đắp phần nào nỗi thiệt thòi trong tuổi thơ các em. Bên cạnh đó, bệnh viện còn chuẩn bị tóc giả cho 5 bệnh nhi khoa ung bướu huyết học và 150 phần cơm cho bệnh nhân khoa gan mật tụy và tiêu hóa. Đối với những bệnh nhi đang điều trị, không thể di chuyển xuống sân tham gia sự kiện, Ban Giám đốc Bệnh viện vẫn sắp xếp đến tận nơi thăm hỏi, trao quà, đảm bảo tất cả đều nhận được sự quan tâm ấm áp khi mùa Tết đoàn viên đang đến gần.